Đại học Thăng Long, Thăng Long University, TLU là một trung tâm giáo dục tư thục, đa ngành, đa nghề, định hướng ứng dụng với mô hình đào tạo, học tập cập nhật theo môi trường làm việc thực tế. Đại học Thăng Long được thiết kế theo mô hình tổ hợp đô thị đại học, hoàn toàn khác biệt với trường học truyền thống với trụ sở trường đặt tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đại học Thăng Long đặt ra sứ mạng trở thành cơ sở đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo định hướng ứng dụng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Với mục tiêu đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trình độ đại học và sau đại học đa ngành với chất lượng cao gắn với nhu cầu xã hội, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, xây dựng trường theo định hướng đại học ứng dụng và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại học Thăng Long xây dựng trở thành một đô thị đại học và trung tâm giáo dục, văn hóa, khoa học, công nghệ quốc gia, đào tạo ra đội ngũ nhân sự chất lượng cao, hướng đến sự phát triển chung của nền giáo dục, kinh tế xã hội đất nước trong tương lai